Mọi người ở lại tiếp ứng đi, tôi lên đỉnh tháp cứu người. Giáo chủ, tuy họ đã uống thuốc giải nhưng mà trong nhất thời tam khắc vẫn chưa hồi phục nội lực, không thể đưa họ đi. Những người còn lại họ cũng như vậy, tôi đi coi họ thế nào. Đại sư bá, thứ sư bá, thuyết sư thúc, nhị sư bá, nội lực mọi người khôi phục được bao nhiêu? Thiên bộ đang kể mọi người đã khôi phục một phần nội lực. À Vô Kỵ à, con có tìm được Thanh Thư không? Nghe nói nó bị trọng thương nằm ở tận trên, con đi cứu nó giúp ta đi. Dạ đại sư bá. Nhược à, Tống sư huynh vẫn không may bất tỉnh, con mau đi cứu nó đi. Tên đầu đà chết tiệt, người tới đúng lúc lắm. Nghe giọng của bà hùng hồn, chắc chắn là đã được giải độc. Tôi nghĩ nội lực của bà không hồi phục được 7-8 phần thì cũng phải có trên một nửa. Ngươi là mất danh dự của ta, ta phải giết ngươi. Phạm sứ, Tống sư huynh của tôi đâu? Ở bên kia. Tống sư huynh, chú cô nương. Vô Kỵ ca ca, tôi đến cứu mọi người. Tống sư huynh, Tống sư huynh, chú cô nương, tôi phải cứu Tống sư huynh trước. Sau khi tôi xuống, cô hãy nhảy theo tôi nha, tôi sẽ đón cô ở dưới. Không được, mọi nhất định phải tìm sư phụ, mọi phải đi chung với sư phụ. Chú cô nương, chú cô nương, chú cô nương. Lo cho Tống sư huynh giùm tôi. Dạ, giáo chủ. Các vị tiền bối ở trên tháp, xin mọi người hãy nhảy xuống từ người một. Vô Kỵ sẽ đứng ở đây đỡ mọi người. Trời ơi, ở trên này cao quá, nhảy xuống dưới xung lực lớn lắm, dù có sức lực ngàn cân cũng chưa chắc đỡ nổi. Mình đừng mắc bẫy của hắn, nhảy từ đây xuống dưới thì chắc chắn sẽ tại xương đá thịt đó. Ngọn lửa sắp lan lên đỉnh tháp rồi, nếu mọi người không nhảy xuống sẽ bị chôn thân trong biển lửa. Đại sư bá, người đối với Vô Kỵ ân trọng như núi, lẽ nào Vô Kỵ lại hại người? Xin đại sư bá nhảy xuống trước đi. Đại sư huynh, tuy Vô Kỵ võ công cao cường nhưng dưới độ cao của tòa tháp nó không tài nào đỡ nổi đâu. Các vị sư huynh, theo đệ thế nếu bị thương chết sao ta không thử? Vô Kỵ, cảm ơn con đã cứu Thanh Thư, bây giờ đại sư bá nhảy xuống nha. Các vị đừng chen lấn, nếu các vị cùng nhảy xuống Vô Kỵ sẽ đỡ không kịp. Từng một thôi. Các vị, sư muội của phái Gami có công lực yếu nhất, ta hãy nhường cho họ xuống trước đi. Khiết Nhược, sư phụ đâu? Bố sư muội yên tâm đi, võ công của sư phụ cao cường, nhất định có thể rút lui an toàn. Ta sẽ cùng với bà ở đây, cả hai ôm nhau thành heo ấy. Ta phải giết ngươi. Sư phụ, con đi trước đi, con phải nhớ những gì lúc nãy sư phụ đã nói. Nếu không đi sư phụ sẽ chết trước mặt con. Sư phụ không đi, chỉ nhờ cũng không đi. Con đi đi. Chú cô nương, cô không sao chứ? Người không sao. Sư phụ và Khổ Đầu Đà đã đánh nhau trên đó, quên mau lên trên cứu họ đi.
Nè lão đi cô, tôi vừa muốn cứu người nên mới nói dối thôi. Không lẽ bà muốn lấy mạng tôi? Ta sẽ cùng liều mạng với ngươi. Lão Ni này đúng là không biết lý lẽ, mất hết nhân tính. Phạm huynh không nên giằng co với bà ta nữa. Tên đại ma đầu này, ngươi hại chết hiểu phụ đã đành, bây giờ tới đây lăng nhục ta. Rõ ràng hiểu phụ chết bởi một chữ của bà. Nếu không tại ngươi làm mất sự trong tránh của nó, ta cũng không ra tay giết nó. Hung thủ thật sự là ngươi, Dương Tiêu. Tôi không rảnh đâu co với bà ở đây. Không tại giáo chủ ra lệnh, tôi đã mặc cho bà chết. Phạm huynh. Hai người muốn gì? May mắn lắm mới được Quang Minh Tả Hữu Sứ Tiêu Dao Nhị Tiên cùng ra tay cứu bà. Bà đã tốt số lắm rồi. Ta không cần các người cứu. Sư phụ đã nói với con, con đã thề và nói với ta, chỉ như trước tình yêu như